Thưa quý vị và các bạn, mới đây trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bất ngờ có mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút khiến cho dòng nước thải bắt đầu chảy bên trong các cửa xả số 3, số 4 thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng rồi đổ thẳng ra biển Mỹ Khê, khiến hàng trăm du khách đang tắm biển bất ngờ. Theo đó, tại miệng các cửa xả thải do công ty thoát nước và xử lý nước thải chỉ đắp đập tạm bằng cát, nên khi áp lực nước thải từ hệ thống thoát nước tăng lên đột ngột, các đập tạm này liền bị hất tung khiến nước thải chảy ra biển một cách đột ngột. Theo ghi nhận, hàng ngàn mét khối nước thải đen bốc mùi hôi thối và sủi bọt vàng đục bất thường đổ tràn ra biển. Lúc này, nhiều nhóm du khách người Trung Quốc lẫn Việt Nam đều bất ngờ bỏ chạy lên bờ vì dòng nước cống đen ngòm đổ ra biển quá nhanh. Được biết, vào thời điểm trên, các công nhân môi trường có đến kiểm tra theo dõi. Theo một số công nhân, lượng nước thải chảy ra biển quá lớn khiến các van đóng bên trong cửa xả phải mở hết cỡ. Đập cát chắn trên miệng cửa xả cũng vì thế mà bị nước cuốn trôi.